Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. thưa quý khán giả của đài truyền hình FBTN, hôm nay trung tâm truyền giáo của chúng tôi có mời chị Minh Trước, một tín hữu trong trung tâm truyền giáo hiện diện trong buổi hội luận về đề tài quan hệ nam nữ trước hôn nhân. Thưa chị Minh Trước, trước hôn nhân, nam nữ yêu nhau, gặp gỡ nhau, hẹn hò nhau để tìm hiểu về vấn đề tình yêu nảy nở, mức độ thân mật của đôi nam nữ rất quan trọng nếu thân mật quá đáng hai người sẽ dễ dàng phạm tội tà dâm trước hôn nhân nếu thân mật không phát triển tốt tình yêu của đôi nam nữ sẽ bị bé tắc lạnh nhạt thiếu nồng ấm để nuôi dưỡng tình yêu lứa đôi thắc mắc của tôi là kinh thánh hay đạo chúa dạy như thế nào về mối quan hệ nam nữ tiền hôn nhân mức độ thân mật như thế nào là tốt theo lời chúa dạy thưa chị Câu trả lời của tôi dựa theo ý kiến của mục sư Michael Hutman. Ông dùng câu kinh văn Epheso đoạn 5 câu 3 viết Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Để kết luận rằng bất cứ điều gì mà ngay cả nói bóng gió về tình dục tiền hôn nhân đều không thích hợp cho một con cái Chúa. Kinh Thánh không liệt kê ra những tiêu chuẩn được coi là gợi ý hoặc cho chúng ta biết những hành động cụ thể nào chấp nhận cho một cặp vợ chồng được dính líu trước khi kết hôn. Tuy Kinh Thánh không nêu rõ các vấn đề cụ thể, nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời chấp thuận cho việc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Bởi vì sự âu yếm, vuốt ve giữa hai thân thể nam nữ dễ dàng đưa dắt đôi nam nữ đến quan hệ tình dục xác thịt, nên bất cứ điều gì có thể được coi là âu yếm cần phải tránh cho đến khi kết hôn. Nghĩa là sự âu yếm, vuốt ve nên được thể hiện trong các cặp vợ chồng đã kết hôn. Paulo đưa ra một nguyên tắc trong sách Chroma đoạn 14 câu 23 nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào thì bị định tội rồi vì chẳng bởi đức tin mà làm vả phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi do đó nếu bạn thấy một thái độ hành động nào mà bạn nghi ngại có thể đưa đến sự cám dỗ xác thịt thì phải dừng lại nhiều mục sư và nhà cố vấn cơ đốc mạnh dạn khuyên một đôi bạn không nên đi xa hơn nắm tay ôm chặt, hôn nhau trước khi kết hôn. Vợ chồng kết hôn càng chia sẻ chuyện riêng tư giữa họ với nhau, càng giữ được mối quan hệ tính dục trong hôn nhân trở nên đặc biệt và duy nhất. Chúng tôi xin cảm ơn chị. Có khi nào bạn mua quần áo mà không thử trước không? Có lẽ hiếm khi vì nếu mặt không vừa thì bạn đã lãng phí thời gian và tiền bạc. Nhiều người cũng lý luận như thế về hôn nhân. Theo họ, Tốt hơn là hai người nên sống thử trước khi chính thức kết hôn. Họ lý luận rằng nếu không hạnh phúc, hai người có thể chia tay mà không cần phải tiến hành thủ tục ly hôn phức tạp và tốn kém. Có lẽ một số người suy nghĩ như thế vì đã thấy bạn mình phải chịu đựng cuộc hôn nhân đau khổ hoặc từng chứng kiến hậu quả đau buồn của một cuộc hôn nhân không tình yêu. Vì vậy, họ xem việc sống thử là điều cần thiết để hôn nhân được bền vững thưa chị quan điểm của kinh thánh về vấn đề này là gì tín hữu có được quan hệ tình dục trước hôn nhân hay không có người bảo không được phép nhưng hầu như một số lớn bạn bè của tôi đều cho rằng khi hai người đồng ý để mang lại sung sướng cho nhau và để bảo vệ tình yêu thì điều ấy hoàn toàn tốt điều đó có sai luật của đức chúa trời hay không xin chị giải thích để giúp chúng tôi hiểu rõ vấn đề này xin cảm ơn chị Kinh thánh xem trọng hôn nhân và điều này không gì đáng ngạc nhiên vì chính Đức Chúa Trời là đấng sáng lập hôn nhân. Sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 21 đến 24. Ngay từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời có ý định là người nam và người nữ khi kết hôn sẽ trở nên một thịt. Sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Sau khi trích đoạn kinh thánh liên quan đến điểm này, Chúa Giêsu nói thêm Loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Sách Matthew đoạn 19 câu 6 Đành rằng một số người kết hôn về sau ly dị. Tuy nhiên, lý do không phải là vì họ không sống thử trước khi kết hôn, nhưng vì một hoặc cả hai người không làm tròn lời thề ước hôn nhân. Khi người chồng và người vợ gìn giữ mối quan hệ và quyết tâm giải quyết những vấn đề bằng cách áp dụng lời khuyên của kinh thánh họ ít có nguy cơ ly dị kết hôn hợp pháp là sự cam kết giúp hai người cảm thấy an tâm vì vậy hôn nhân là nền tảng cho mối quan hệ yêu thương giữa hai vợ chồng có lẽ một số người nghĩ tại sao không sống thử chẳng phải sống thử là cách cho thấy mình biết cân nhắc trước khi chính thức bước vào một cuộc hôn nhân nghiêm túc hay sao quan điểm của kinh thánh rất rõ ràng Ông Phaolô viết trong sách Thessalonica 1 đoạn 4 câu 3 Tránh gian dâm Từ gian dâm muốn nói đến mọi quan hệ tình dục ngoài khuôn khổ hôn nhân Bao gồm quan hệ giữa những người chưa kết hôn Dù họ có ý định sau này sẽ chính thức lấy nhau Vậy, theo Kinh Thánh, sống thử là điều sai trái Quan hệ tính dục trước hôn nhân bị lên án nhiều lần trong Kinh Thánh cùng với tất cả các hình thức khác của tính dục phi đạo đức kinh thánh kêu gọi sự kiên cử tính dục hoàn toàn bên ngoài hôn nhân và trước hôn nhân quan hệ tính dục trước hôn nhân là điều sai quấy giống như là ngoại tình và các hình thức tính dục phi đạo đức vì họ liên quan tất cả về vấn đề tính dục với người họ không kết hôn quan điểm của kinh thánh có lỗi thời không một số người cho là có tại nhiều nước việc sống thử là điều bình thường dù họ sẽ kết hôn hay không nhưng hãy nghĩ đến hậu quả những cặp sống thử có tìm được bí quyết giúp gia đình thành công không liệu họ có hạnh phúc hơn những người đã kết hôn những cặp sống thử và sau này kết hôn thì tỷ lệ chung thủy có cao không nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy câu trả lời là không thật vậy một số cặp đã chính thức kết hôn sau khi sống thử thường gặp nhiều vấn đề hơn trong hôn nhân và cuối cùng đi đến ly dị tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng những cuộc nghiên cứu đó không hoàn toàn đúng một nhà tâm lý học đã viết những người chọn kết hôn trước khi sống thử và những người quyết định sống thử có quan điểm hoàn toàn khác nhau bà khẳng định rằng vấn đề chính không phải là sống thử nhưng là quan điểm của hai người có xem trọng hôn nhân hay không. Dù bà ấy có nói đúng đi nữa, điều quan trọng là có cùng quan điểm với Đức Chúa Trời về hôn nhân." Kinh Thánh nói: "Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân." sách Hebrew đoạn 13 câu 4. Khi người nam và người nữ thề hứa sẽ nên một và tôn trọng sự sắp đặt về hôn nhân, họ có mối quan hệ mật thiết không dễ gì bị phá vỡ. Sách truyền đạo đoạn 4 câu 12. Trở lại minh họa ở đầu bài thử quần áo trước khi mua là điều hợp lý, nhưng minh họa này không phù hợp với việc sống thử. Thay vì thế, cần có đủ thời gian để tìm hiểu kỹ về người hôn phối tương lai. Bước này thường bị bỏ qua, nhưng thật ra rất quan trọng và là một trong những bí quyết giúp gia đình hạnh phúc. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, cho nên chúng tôi xin tạm chấm dứt chương trình tại đây. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau để nói về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Chúng tôi xin kính chào và kính chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui thỏa, bình an trong sự ban cho của Đức Chúa Trời. Xin kính chào. rồi qua mau thân con ta từng ngày lời ngài là sức sống con luôn tin kính mê